Rồi ok, xin chào tất cả anh em, chào mừng quay trở lại với channel của Deep Game. Trong cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn em cái cách mà tải cái tựa game Marvel Super War, cái bản Global, cái bản toàn cầu chính thức được ra mắt anh em nhá. Chính thức được ra mắt, chứ không phải là cái bản test như hai cái đợt trước nữa. Đây là bản chính thức luôn. Vừa rồi thì chính phủ nó ra cái nghị quyết về cái tựa game online. Thì với những cái tựa game được phát hành bởi những cái hãng game nước ngoài thì chúng ta thì những cái hãng game nước ngoài đó buộc phải kết hợp với cái nhà phát hành ở Việt Nam thì mới được phát hành tại Việt Nam anh em ạ. Chính vì thế là hiện tại thì bên NetEye vẫn chưa tìm được cái nhà phát hành nào ở Việt Nam để phát hành cái tựa game này, nên chúng ta vẫn chưa thể tải được cái tựa game Marvel Super War ở trên set play với cái IP của Việt Nam cũng như là với cái item của Việt Nam. Anh em lưu ý cho mình nhé, chúng ta phải đợi một thời gian nữa thì NetEye mới có cái động thái để mà chúng ta có thể là tải chính thức được cái tựa game này ở trên set play anh em nhé, cũng như là item của Việt Nam. Đấy, trong cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách là tải ở trên Android là chủ yếu, còn đối với iOS thì chúng ta buộc phải có cái item của Singapore hoặc là bất kỳ cái nước nào ngoài Việt Nam ra thì chúng ta sẽ tải được cái tựa game Marvel Super War ở trên cái ở App Store em nhá, ở trên App Store của iOS. Đầu tiên là cái tải ở Android thì hiện tại đang có 3 cách để mà tải cái tựa game này. Đầu tiên là tải dễ nhất, đó chính là chúng ta tải trên cái chợ ứng dụng TapTap. Anh em lên cái trình duyệt web của anh em tìm cho mình cái website, đó chính là tap này, tap nhá, .io. Rồi sau đó thì anh em ấn cho mình tìm kiếm, nó sẽ vào cái website của TapTap. Sau đó thì anh em ấn cái từ install, nó sẽ tải về một cái dung lượng 17MB cái ứng dụng APK của TapTap. Sau đó thì anh em click vào cái phần cài đặt. Thực ra thì mình cài đặt rồi nên mình thôi, nói chung là cứ cài đặt lại cho anh em dễ nhìn, chứ nhiều anh em không biết cài đặt ứng dụng như nào đâm mệt. Dung lượng rất là nhẹ, tải rất là nhanh và cài rất là nhanh. Sau đó thì anh em mở cái ứng dụng TapTap lên cho mình, tìm cho mình cái tựa game Marvel Super War. Tựa game Marvel Super War đang hot trend tìm kiếm này. Đấy, Marvel Super War. Sau đó thì anh em click cái từ install và cài đặt cái tựa game này thôi. Đấy, cài đặt cái tựa game này. Đây là cách dễ nhất, ấn cái từ install cho mình. Đây là cái cách cực kỳ dễ rồi. Còn nếu mà anh em nào không tải được ở trên TapTap thì chúng ta sẽ có một cách nữa. Cái cách nữa anh em out cái tab cho mình. Sau đó thì chúng ta sẽ lên set play. Cái cách thứ hai này là cái cách fake IP em nhá, fake IP sang Singapore của set play. Click vào cái set play tìm cho mình cái phần mềm đó chính là Turbo VPN. Đây, nó chính là Turbo VPN. Em click vào cái phần cài đặt cho mình nhá. Đấy, cài đặt cái ứng dụng này cho mình. Chờ là một lúc, cái phần mềm fake IP này nó cực kỳ nhẹ anh em nhá, nó rất là nhẹ nên đấy, vừa nói xong thì chúng ta đã cài đặt thành công cái ứng dụng fake IP. Anh em out nó cho mình, out set play đây nhá. Ok, sau đó thì anh em sẽ vào cho mình cái cài đặt, phần cài đặt của máy, tìm đến cái phần tài khoản và đồng bộ này. Chúng ta sẽ thêm một cái tài khoản khác. Anh em lưu ý là anh em phải có hai cái tài khoản Gmail. Đấy, phải có hai cái tài khoản Gmail nhá. Sau đó thì anh em chọn cho mình đó chính là cái tài khoản Google. Nhập cho mình một cái tài khoản nữa. Nhập cho mình một cái tài khoản nữa anh em ạ, tài khoản Gmail nữa. Nhập vào cho mình. Sau đó thì ấn cái từ tiếp theo và chúng ta sẽ vào cái tài khoản này anh em ạ. Rồi, chúng ta đã đăng nhập thành công cái tài khoản Gmail thứ hai. Anh em quay trở ra, tiếp tục tìm cho mình, đó chính là cái phần ứng dụng. Đấy, ứng dụng. Tìm cho mình cái ứng dụng đó chính là chợ ứng dụng CS Play. Đây, cửa hàng CS Play, cửa hàng Google Play. Sau đó thì ấn cái từ đó chính là xóa toàn bộ dữ liệu. Ok, out cái phần setting này ra, chúng ta quay trở lại cái ứng dụng đó chính là Turbo. Đây, Turbo VPN, ấn agree cho mình. Sau đó thì không cảm ơn. Anh em chọn được cái bản đồ đây này, cái map ở đây. Sau đó thì chỉ click chọn cái mục miễn phí, click vào cái từ Singapore, ấn ok cho mình.
Rồi ok, chúng ta ấn tắt mẹ cái này đi. Quảng cáo sốt ruột lắm. Chúng ta đã fake IP thành công này, đã bật phần mềm turbo VPN thành công, sau đó out ra và quay trở lại cái chợ ứng dụng CS Play. Đây, chợ ứng dụng CS Play đây. Rồi, với cái mục trước mặt anh em đây thì anh em muốn check xem là đã fake IP chưa thì anh em tìm cho mình cái tựa game Marvel Super World. Đây rồi, Super World đây rồi. Click vào đó, nếu mà trước mặt anh em đây mà không có cái tựa game Marvel Super World thì chúng ta vẫn chưa fake thành công. Chúng ta sẽ chuyển đây, chúng ta sẽ chuyển sang cái tài khoản Gmail mà anh em vừa nhập đấy. Đấy, chuyển sang đó nha. Sau đó thì chúng ta tiếp tục tìm lại cho mình cái tựa game Marvel Super World. Rồi, ok, vậy là chúng ta đã fake thành công cái CS Play sang IP của Singapore. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần click vào cái từ cài đặt. Đấy, cái cài đặt như này nhá. Sau khi mà cài đặt rồi thì anh em tắt cái phần mềm fake IP đi. Tắt nó đi, không cần phải để nữa. Chúng ta không cần phải để cái phần fake IP nữa, tại vì nó sẽ hạn chế cái tốc độ. Sau đó thì tắt nó đi, tắt nó đi này, ấn cái từ ngắt kết nối này. Rồi, phần mềm Turbo VPN bây giờ sẽ không còn cái X gì nữa. Chúng ta sẽ out luôn ra và chờ nó tải cái tựa game Marvel Super World. Sau khi mà tải thành công thì anh em ấn cái từ mở và nó sẽ tải thêm khoảng tầm 30 data nữa, và chúng ta sẽ đăng nhập cái tựa game này và vào trải nghiệm cái tựa game này thôi. Đấy, đấy là cái cách mà chúng ta fake IP nhá. Còn cái cách nữa đó chính là cái cách mà mình sẽ để hai cái file dung lượng data gồm file OBB và cái file APK kèm data của cái tựa game Marvel Super World. Link tải mình sẽ để ở dưới, anh em chỉ cần tải và mình sẽ hướng dẫn anh em cách mà giải lén cũng như là nhập làm sao để mà chơi được cái tựa game Marvel Super World. Rồi ok, cái cách tiếp theo là cái cách thứ ba, cái cách mà chúng ta có thể là cài đặt cái tựa game này bằng file APK cũng như là data của nó nhá. Anh em nên chọn ứng dụng CS Play, tìm cho mình cái phần mềm đó chính là Explorer này. Ok, sau đó thì cài đặt cái ứng dụng này cho mình. Mình đã cài đặt rồi nên mình sẽ không cài đặt nữa. Sau đó thì sau khi mà cài đặt thành công thì anh em out chọn ứng dụng CS Play ra, tìm và vào lại cho mình cái ứng dụng đó chính là Explorer. Ok, sau đó thì anh em click vào cái phần cài đặt này cho mình này. Đấy, cài đặt này, ấn cái từ là hiển thị các thông tin ẩn này, cũng như là chọn cái mục là rồi, ok, như thế thôi. Ok, chúng ta đã xong cái phần cài đặt. Mình sẽ để cái link tải cái file OPP cũng như là cái file APK của cái tựa game Marvel Super World ở dưới phần mô tả của video nhé. Anh em click vào đó và tải cho mình hai cái file. Cái file đầu tiên đó chính là cái file com.net.ai, đây này, file này này. file.net.ai.g104.nagb.zip này, và một cái file APK của cái tựa game Marvel Super World. Cái file APK này thì anh em click vào đó, sau đó thì ấn cái từ cài đặt cho mình nhá. Dung lượng của file APK nó rất là nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn, nên cài rất là nhanh và tải cũng rất là nhanh. Nặng ở cái data thôi, data của nó thì cũng hơn 400MB một tí, nó cũng ăn thua cho lắm, nhanh thôi. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ out ra, đừng có mở cái tựa game này lên luôn nhá, mở nó toi đấy. Sau đó thì anh em kéo sang bên đây, ở đây là cái phần cái folder download mà anh em vừa cài đặt này. Sau đó thì anh em kéo sang bên đây cho mình, đây này, kéo sang bên như vậy nhá. Đấy, kéo sang bên nó thì anh em chọn cho mình đến cái thư mục đó chính là Android, click vào cái phần OBB. Rồi ok, sau đó thì anh em sẽ click vào cái file zip vừa tải về, sau đó thì nó sẽ hiện ra cái folder của cái data. Anh em dí lâu vào đó, click cho mình chọn cái từ đó chính là sao chép. Đấy, sao chép nó sao chép sang cái file cái folder, cái thư mục đó chính là OBB mà mình vừa bỏ đây. Đấy, chúng ta đã có một cái file OBB của tựa game Marvel Super World. Sau đó thì anh em sẽ out cái ứng dụng Explorer lên, sau đó thì mở cho mình cái tựa game Marvel Super World lên thôi. Đấy, mở cho mình. Đó thì nó sẽ tải một cái dung lượng rất là nhẹ, file của nó như là có 3MB mấy này. Ok, chờ nó tí, rất là nhanh thôi. Nó update cực kỳ nhanh luôn, 3MB của nó thì vèo cái xong. Mạng của mình căn bản nó cũng khỏe nữa nên nháy mắt là đã xong rồi. Rồi, nó sẽ tự động chọn cho ta ngôn ngữ tiếng Việt và anh em ấn cái từ OK cho mình. Và đây chính là cái giao diện
Đây, giao diện chính của cái tựa game Marvel Super War. Sau đó thì anh em ấn từ là tôi đã đồng ý và vào tựa game này thôi. Server của nó sẽ có cái server của châu Á anh em nhá. Đấy, click vào là vào game thôi. Giao diện đăng nhập của nó khác hoàn toàn so với hai cái bản test vừa rồi được trải nghiệm. Đấy, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm với cái gameplay của cái tựa game Marvel Super War nhé. I can do more than shoot webs, you know. Presenting your friendly neighborhood Spider-Man. In a sticky situation.